Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay đang in một loạt thiết bị thư cho khách hàng. Mình làm cái video này để mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn mới đang mới mở tiệm hoặc là các bạn đang muốn tìm hiểu trong lĩnh vực in cái bì thư cho khách hàng như thế nào. Thì các bạn có kinh nghiệm để các bạn lựa chọn cái phôi bì thư với lại là các bạn biết cách in ha. Thì ở đây mình sử dụng cái máy 830DN. Thì đây là cái máy mà mình đã giới thiệu nhiều đó cho tất cả các bạn rồi. Đây là dòng Elaye 4 màu rồi. Mà nó in bì thư cũng rất là nhanh. Thì đối với cách chọn định lượng in bì thư như thế nào thì chập nữa mình sẽ lên máy mình hướng dẫn cho tất cả các bạn ở trên đó về cách cũng như cái định lượng mình chọn cái định lượng in ở trên cái máy 830DN này như thế nào ha. Các bạn thấy là đây là cái bì thư khi mà in ra nè. Đây là cái bì thư in ra. Đó, rõ đẹp không? Một màu xanh. Đây là cái bì thư in màu xanh. Đây là cái bì thư của 10 cái khổ 12-22. Đối với bì thư thì nó có rất là nhiều khổ 12-22, 12-18. Rồi bì thư A5. Thì bì thư A5 đây là cái dạng bì thư A5 nè. Đây là cái phôi bì thư trắng không à, bì thư A5. Thì cái bì thư A5 á là nó cũng có nhiều kích thước nha. Các bạn cứ coi thử kích thước nào phù hợp thì các bạn làm. Thì đây là kích thước 18-24. Đây là cái bì thư mà đối với những cái khách hàng mà người ta gửi văn bản, người ta chỉ gấp đôi lại thôi là người ta đã gửi vô được cái này rồi. Thì là bì thư A5. Còn đối với bì thư A4 thì nó sẽ bự hơn, nó sẽ dài hơn. Và khi đó người ta chỉ để một tờ tư thẳng người ta ấy luôn. Thì đối với mình thấy khách hàng thì hay sử dụng bì thư 14-18, 12-22 thì là chủ yếu. Chứ còn bì thư A5 này thì cũng ít khi nào mà cơ quan người ta sử dụng nhiều lắm. Thì đây các bạn thấy là đối với cái bì thư thì hiện tại bây giờ mình đang lấy, đang in là cái bì thư này là bì thư cái định lượng 80, tức là for 80. Còn nếu mà các bạn muốn in chất lượng cho khách hàng thì các bạn nên đặt cái bì thư 100, định lượng 100. Thì đối với cái bì thư định lượng 100 thì các bạn phải đặt hàng. Các bạn tới cái chỗ cung cấp phần phẩm, các bạn đặt hàng và các bạn dò giá trước ha. Hoặc là các cái công ty người ta cung cấp phôi bì thư này thì các bạn tìm hiểu. Các bạn đặt hàng thì theo mình biết thì trên thị trường thì nó chỉ có loại 80 thôi. Chứ còn nếu mà loại 100, định lượng 100 là mình phải đặt in ở cái xưởng in lớn. Hoặc là mình phải đặt với số lượng lớn thì người ta có làm. Ví dụ như là mỗi loại như vậy nè. Ví dụ mỗi loại như vậy mình muốn đặt bì thư mà định lượng tầm 100 thì các bạn phải đặt khoảng 5.000 con cái bì thư này nè. Thì người ta mới làm cho các bạn ha. Thì cái phôi, thì đối với phôi bì thư thì khi mà các bạn chọn thì các bạn nên chọn cái loại có keo. Đây các bạn nè. Đây cái loại có keo là cái loại mà các bạn khi mà các bạn dỡ cái nắp ra thì người ta có phủ một lớp keo khô trên đây nè. Thì chỉ cần khi mà khách hàng thấm nước, ta trà nước qua là người ta có thể dán được ha. Đây là bì thư. Thì ở ngoài thị trường nó có hai loại. Một loại là có keo và một loại không keo. Nên khi các bạn chọn bì thư thì các bạn nên chú ý ha. Đôi khi nhiều lúc người ta mình chỉ tới mình nói là lấy bì thư thôi thì người ta chỉ có đưa cho mình có loại không keo. Thì do đó mình sẽ nói là loại nắp có keo ha. Loại nắp có keo dưới này. Đây là phôi bì thư trắng. Còn đối với mà các bạn mà in bì thư mà in bằng máy in phun á, bằng máy in phun thì các bạn nên chọn cái bì thư cho nó thẳng, cho nó thẳng, đừng có gấp góc hoặc là nhăn nheo. Tại vì cái đối với cái máy in phun khi mà cuốn giấy xuống thì khi mà cái góc này nó cong lên thì nó bị vướng cái đầu phun. Nó bị vướng đầu phun, nó bị xì quẹt. Nên đa số các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn sử dụng máy in phun sẽ sau một cái thời gian á thì cái in á, thì khi mà in bì thư các bạn sẽ thấy nó có sẽ quẹt mực ở góc này nè. Một phần á, là do cái gạt mực nó nhiều quá các bạn không có vệ sinh ha. Thì cái đó là kêu trong quá trình vệ sinh thì mình không nói, nhưng mà đối với cái bì thư á, các bạn mà khi mà các bạn chọn là chọn các bạn nên lựa những cái bì thư cho nó thẳng. Nói người ta nói là mình sử dụng máy in phun, nếu mà sử dụng máy in phun thì các bạn là sử dụng cái loại cho nó thẳng chút ha, cho ra. Thì đối với cái giá thị trường hiện tại bây giờ thì cái bì thư nói chung cái giá đợt này do cái tình hình kinh tế bây giờ thì tất cả cái giá sản phẩm nó cũng lên hết. Đối với cái bì thư này lúc trước có 18 ngàn là một sắp như vậy nè, thì bây giờ nó là 20 ngàn rồi. Các bạn cứ dựa trên đó các bạn tính, thì các bạn cứ làm sao mà tính giá cho nó phù hợp với tất cả các bạn. Còn đối với mà khách hàng mà in một màu thì nó giá khác. Còn đối với hai màu trở lên thì các bạn sẽ tính giá khác. Tại thông thường các bạn sẽ biết là cái bảng giá ở trong mà người ta in sỉ cho mình ở trong cái máy nhà in offset thì khi mà hai màu trở lên thì đối với một cái bì thư này định lượng 100 thì nó nằm giá khoảng là 1.400 đồng một cái. Tuy nhiên là nó phải với đạt số lượng là 1.000 cái bì thư người ta mới nhận ha. Còn đối với mà khi mà thiết kế cái bì thư
khi mà thiết kế biệt thự. Đối với cái biệt thự như thế này, thiết kế thế này thì các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản rồi. Nó rất đơn giản, nó không có cái màu nền. Còn đối với một số khách hàng, một số công ty người ta cần cái màu nền, thì các bạn, đối với các bạn mà sử dụng cái máy 830DN này, thì các bạn nên chú ý một số cái phần thiết kế. Trong quá trình thiết kế, các chị đừng có làm cái nền, khi mà thiết kế gửi khách hàng, các anh chị đừng có thiết kế theo kiểu dạng full nền. Hoặc là các anh chị thông thường thì nó có những cái dạng biệt thư nó kéo hoa văn từ đây đến đây nè, nó kéo mà nó full dưới đây nè, thì nó sẽ, mình ở đối với cái máy này nó in ra không được. Tại vì khi mà cái máy này in á, nó sẽ chừa cái lề là 3 ly ha, nó chừa một đoạn này nè, đối với là trên dưới, nói chung là viền xung quanh là nó chừa như vậy hết á. Nên do đó là khi mà trong quá trình thiết kế thì các bạn nên chú ý là mình sử dụng cái máy nào in. Nếu mà mình sử dụng cái máy in full hoặc là 830DN thì các bạn nên thiết kế làm sao mình dựa trên cái máy của mình để mình thiết kế pha cho khách hàng làm sao để mà cho cái máy mình in được. Còn đối với mà các bạn mà khi số lượng nhiều mà khách hàng cần gửi và mình cần liên kết với công ty in trong Sài Gòn á, thì mình thiết kế sao cũng được, full bì hoặc là full nắp, in nắp luôn cũng được. Tại vì ở trong cái công ty lớn á, thì người ta khi mà người ta in biệt thư á, là người ta sẽ trải ra người ta in. Người ta in xong bắt đầu người ta mới bế cái khuôn biệt thư xong, sau đó người ta sẽ có cái máy người ta gấp biệt thư tự động như thế này nè, gấp chén tự động thì nó sẽ ra. Thì do đó khi mà người ta in phẳng như vậy thì người ta có thể in full được. Còn cái này là mình mua phôi phẳng sẵn về thì chỉ có áp dụng được những cái biệt thư đơn giản như thế này thôi. Tại vì nhưng mà đối với những cái biệt thư này thì áp dụng cho các cơ quan, trường học thì nó nhiều. Chứ còn đối với công ty thì người ta sẽ màu mè hơn chút, người ta full nền. Còn đối với một số cái loại mà một số công ty người ta chỉ có in một số lượng ít thôi, thì các bạn nên khi mà thiết kế, các bạn nên thiết kế chừa viền ha, chừa viền. Hoặc là các anh chị thiết kế ăn gian theo cái kiểu là, với giống như là khi đó mình thiết kế ở đây cái màu nó lợt rồi xong vô đây nó giống như là cái tram màu á, tram màu lợt rồi đậm lợt, thì để mục đích là khi mà mình khi bắt đầu in á, khi khách hàng nhìn vào á, thì khách hàng thấy là giống như đây là một cái mẫu thiết kế của nó vậy, chứ không phải mà là cái do cái máy nó in không được ha. Do đó mình phải dựa trên cái máy của mình để mình thiết kế làm sao cho khi mà mình lựa chọn cái máy in rồi thì mình mới nghĩ số lượng nè. Ví dụ như khách hàng tới đặt thì số lượng, ví dụ số lượng có 100 cái thì mình chắc chắn mình sẽ sử dụng cái máy 810DN này rồi, hoặc là máy in full. Thì khi đó bắt đầu mình phải dựa vào trên cái máy của mình để mình thiết kế cái file làm sao mà cho cái máy của mình in được. Và khi đó mình khi mình gửi file cho khách hàng, mình sẽ tránh cái tình trạng là làm in full, in thiết kế full cái màu của cái bảng. Thì khi đó nếu cái máy của mình in ra thì nó bị chừa cái liền rất là xấu ha. Thì đó là một chút cái kinh nghiệm trong quá trình thiết kế biệt thư. Đây, đối với cái máy 810DN này, đối với khi mà in á, thì số lượng, đối với khi in á, mà số lượng cái biệt thư thì mình nghĩ nó nằm khoảng 8 bì. Mình bỏ là khoảng 8 bì thôi, 8 bì, 10 bì gì đó thôi, chứ mình đừng có bỏ nhiều quá thì nó bị hay bị kẹt giấy. Cái thứ hai, khi mà mình bỏ thì mình bỏ cái nắp này nè, mình bỏ ngửa lên trên ha. Thì đối với cái này á, thì ở đây nó có cái cần nè, ở ngoài đây cái cần. Thì đối với khi mà mình in cái này á, thì mình chỉ in bằng khay bát. Thì đây nó có cái cần kéo ra kéo vô thì nó nằm ở giữa đây, cái cuốn giấy nè, mình để ngửa lên vậy ha, mình đưa vào như vậy thì mình đẩy cái này vào đó, mình đẩy cái này vào như thế này nè. Thì nó vừa khít cái này thôi, là mình đẩy vô đây đó, mình đẩy vô thì khi mình đặt lên in rồi thì cái máy nó kéo thôi. Rồi bây giờ các bạn nè, khi mà các bạn để dày quá thì đây là cái giấy nữa nè, các bạn để dày quá thì nó sẽ gây bị kẹt ha. Do đó là chúng ta sẽ để tới đây phần này thôi. Thì mình thấy là nó tầm khoảng 8 cái biệt thư rồi. Thì mình đối với in cái máy này thì chịu khó, chúng ta sẽ ngồi ở đây chúng ta làm. Các bạn thấy tốc độ nó nhanh chưa? Thì đây là cái sản phẩm in ra nè. Đây, cái sản phẩm in ra nè, các bạn thấy nó đẹp không? Nó đều mực mà nó đẹp. Đối với cái bản in này thì các bạn sẽ thấy nó có cái độ bóng nha. Nó có cái độ bóng của cái mực á, tại nó là da laser là phủ mà. Còn đối với mà cái máy in phun á thì nó sẽ in thấm xuống, nó phun thấm vô cái giấy này nên in cái màu nó cũng không được đẹp đâu. Ha, giờ đó là cái máy này mà các bạn sử dụng in biệt thư là cũng rất tuyệt vời á. Khi mà sử dụng cái máy 830DN mà in biệt thư á, nó sẽ giải quyết cho mình rất là nhiều, rất là nhanh, cái thời gian rất là nhanh. Nên là khi mà biệt thư số lượng nhiều á, mình cũng xử lý nó tốt. Còn đối với mà cái biệt thư mà in truyền thống á, là người ta hay sử dụng mà kéo lụa. Đến hiện tại bây giờ người ta vẫn có là sử dụng kéo lụa. Tuy nhiên kéo lụa, các bạn sẽ biết là khi mà kéo lụa mình sẽ tốn thời gian rất là nhiều. Khi mà phải chụp bản rồi mình mới làm file rồi chụp bản lên keo, chụp bản xong mới có pha màu rồi mới kéo. Nên là lâu. Còn cái này mình chỉ bỏ vô mình chạy thôi. Còn đối với mà các bạn mà sử dụng cái chuyên làm biệt thư luôn á, thì mình nghĩ các bạn cũng có thể là sử dụng cái máy in siêu tốc. À, để các bạn chạy thì nó nhanh hơn. Còn đối với cái này, tại vì mình làm số lượng nó không có nhiều, nó chúng là tương đối thôi, khoảng mấy ngàn thôi, khoảng 3 ngàn đổ lại. Thì khi đó mình sử dụng cái máy này để mình làm.
thì mình nghĩ nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình đối với số lượng mà cỡ này ha. Và đối với mà các bạn mà nghĩ các bạn khi mà các bạn mở tiệm ra mà các bạn nếu mà các bạn có điều kiện á, thì các bạn nên đầu tư luôn ha. Nên đầu tư luôn, thứ nhất là nó đáp ứng cái công việc của mình nó nhanh, đáp ứng công việc nó nhanh, và thứ hai nữa là khi nó in á, thì nó không có bị mà thiếu màu thiếu đồ, nó bất tử, do đó mình sẽ sử dụng nó rất là tiện ha. Mình cũng sử dụng máy in phun màu cũng rất là lâu, cũng đời xác cũng rất là nhiều lắm, nhưng mà sau cái thời gian mình thấy khi mà cái công việc của nó rất là chậm, in rất là chậm, bây giờ nó do đó là mình phải chọn cái con này. Mà con này thì mình thấy xài cũng rất là tốt, rất là ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ trên máy cho tất cả các bạn về cách in, cái định lượng in nó như thế nào đối với cái bì thư này ha. Rồi trên màn hình đây các bạn thấy đây là cái file bì thư mà mình thiết kế nè, tức là bì thư của kích thước 18-24. Thì các bạn nhấn Ctrl B ở trên bàn phím. Thì đây mình sử dụng máy in màu 830DN, thì mình chọn máy in màu 830DN ha. Rồi ở đây mình sẽ vào trong cái phần của bánh răng nè, mình sẽ xẻo xuống. Thì đây các bạn thấy là cái bì thư của mình hiện tại bây giờ nó đang nằm ngang, thì do đó mình sẽ chọn cái này là nằm ngang. Rồi đối với cái bì thư á, thì ở đây nó có các cái lựa chọn. Thì khi đây mình chọn chỗ là cái input tray á, thì mình sẽ chọn là key pad. Rồi đối với cái paper pie á, cái paper tie nè, thì ở đây các bạn sẽ chú ý cho mình, đối với cái bì thư mà mình đang in á, thì đang in ở thích 1, tức là định lượng từ 0106 đến 169 gram ha. Còn đối với các bạn muốn nhanh nữa thì các bạn sẽ chọn ở biểu đồ thích, tức là từ định lượng 82 đến 105. Thì đối với cái chỗ định lượng này á, thì mình thấy nó in nhanh hơn cái thích 1, tuy nhiên là cái màu của nó sẽ không đẹp, tại in nó sẽ có cái chiều hướng là nó bị lợt màu dần ở cái thích này nè. Do đó là mình khuyên các bạn nên ở chọn ở cái độ thích 106 đến 169, và hiện tại bây giờ đây mình đang in. Còn nếu mà các bạn in mà muốn cho đẹp nữa thì các bạn nên ở chế độ thích 2, từ định lượng 170 đến 120. Thì theo mình thì các bạn nên chọn ở hai cái định lượng này thôi. Còn mình hiện tại đối với in mà những cái bì thư mà nó chỉ ở những cái dạng mà chữ thôi thì mình chọn ở chế độ thích 1, tức là 106 đến 169. Còn đối với mà các bì thư có hình ảnh đồ á, thì các bạn in chậm một chút, các bạn chọn ở thích 2. Đó là cái cách chọn bì thư, cái cách chọn định lượng để in nha. Rồi sau khi các bạn chọn định lượng xong, rồi sau đó các bạn tiếp đến là các bạn vào trong cái detail setting này. Thì ở đây có cái phần custom paper size nè, các anh chị nhấn vào. Thì ở đây á, nó đang ở chế độ là in, thì các bạn xảo xuống, các bạn chọn về mm cho mình. Và các bạn chỉ nhớ một nguyên tắc như thế này, tức là số nhỏ ở trên, số lớn ở dưới. Tức là ở đây mình đang chọn ở bì thư là 18-24, thì ở đây mình sẽ chọn theo mm, tức là 180 và dưới đây là 240. Tương tự giống như cái bì thư là 12-18, thì các anh chị chọn ở đây là 120 và ở đây 180. Hoặc là ở cái bì thư là 12-22 thì các anh chị ở đây cũng chọn là 120 và ở đây cũng là 220. Đó, các anh chị cứ thế và các anh chị chọn, rồi sau đó các anh chị bấm OK. Rồi các anh chị cứ OK là máy nó sẽ in thôi. Còn ở đây cái là cái tùy theo cái số lượng của các bạn cần muốn in. Ví dụ các bạn in 100, 200, 300 thì các anh chị nhập vào số ở đây ha. Rồi sau đó các anh chị bấm in là xong. Rồi đó là một chút kinh nghiệm của mình. Mình muốn dành cái kinh nghiệm của mình cho tất cả các bạn mới, hoặc là các bạn đang muốn tìm hiểu về trong lĩnh vực in ấn và in bì thư này. Còn nếu anh chị nào mà đã rành rồi thì có thể là các anh chị bỏ qua video này ha. Tại vì những cái kinh nghiệm của mình hoặc là những cái gì mình muốn làm, mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thực tế mình làm để cho các bạn, để cho tất cả các bạn có thể là hình dung được cái cách của mình làm và cái cách của mình lựa chọn in bì thư như thế nào để các bạn có thể là tìm hiểu. Còn nếu các anh chị nào có những ý kiến hay hơn thì các anh chị hãy để lại ở phần bình luận ở phía dưới để cho tất cả các bạn và cùng mọi người cùng có thể học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Rồi video của mình kết thúc ở đây. Xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Do Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Khi xem hết video này thì các bạn hãy bấm vào nút like để ủng hộ tinh thần cho video ha. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Bye bye.